Nem tudom, hogy külön kell úgy nyomul ilyen. Rồi, trên chỗ anh chết đấy nhá, trên núi á. Không cần cái gì. Mà nó bán là cũng mới tới để có lấy tiền trong cái bộ này sản xuất nữa. Bóc ngô này, đường nâu này, sữa này. Dù bạn, hàng rẻ mà bảo bán cho bạn đặt, lấy tiền. Bóc ngô, đường nâu, sữa, phô mai. Cường thích lấy cái gì hay là dù có. Cường có bọng ngô. Bọng ngô đúng không? Cường bán được lúc này đúng không? Ừ. Rồi. Rồi. Phô mai đúng đường không? Đường nâu, sữa, phô mai. Đường nâu đây. Đường nâu, sữa, phô mai. Bán kia đi. Rồi cái này bán cái này luôn à? Thịt heo, thịt bò gì bán hết được không? Ừ. Thịt heo đấy, thịt ăn cho heo này em, chân em. Thịt heo lấy à? Có lấy. Thịt cứ tăng lên, tăng mạnh lên. Không tăng một nữa. Thịt lấy à? Đấy. Tăng mạnh đi. Hết tăng rồi, tăng thế thôi. Ừ, tăng đi. Cái hoa này hoa gì đấy, bao giờ tớ dùng được? Dùng thử ăn rồi, bán mua đâu. Mua được. Mua xem nào. Ở đấy, mua hoa đấy rồi xài. Hoa là hoa ấy mà. Hoa ấy xài. Gỗ này cho hai cục gỗ quay vừa thôi, hết xuống rồi đấy. Máy làm sao mà nhớ được? Rồi kia xong rồi. Rồi kia hai cái dung. Người bắt nữa. Đủ tiền để tớ sản xuất cái này. Sản xuất ra may cho tớ bán cho dung cũng không phải sản xuất. Bây giờ gà với lại ấy. Cái này hay sao? Cái này tôi cũng thiếu. Yeah.
Thế thì nút là gì à? Một sữa. Một sữa không? Sữa à? Ừ. Không có sữa. Gỗ là gỗ không? Gỗ có đẩy đầy, gỗ đông cắt, xem tôi cần những góc gì. Tôi còn đi viết, với lại cái viết này, chế hoa, hay này này. Gỗ có đủ rồi. Hai này loại này còn thiếu. Ba đấy là đâu cái cần độ luôn. Nhưng mà nhiều một chút 150 được rồi. Thế nhé, tôi vẫn chống lại lo mà. Đấy. Còn sữa đơn hàng nào, đơn hàng nào mà nó thích cái này. Đơn hàng này một cái sữa này, thêm một cái bình sữa này. Đấy có con mình, có con sữa con bò kìa. Đấy con bò đang nằm lại, áo hoài. Đói. Quên. Mày xử lý vẫn có công sức. Ai gì nữa đây? Cái gì nữa? Thế mà thứ hai mình nhân đôi là cứ 10 ngô mà 20 tiền là đi tôi mua hết. Cái đường nâu gì đó, một cái đấy ít bán nhỉ? Ít bán nhỉ? Ừ. Yeah.
vui lắm. Không có gì đó. Cái nhiều tiền thiếu đồ đấy, không thiếu tiền, thiếu nhiều tiền thế nhỉ? Tôi đang nhìn thấy rộng mà có một cái ba không rồi. Bán cái gì đây? Hàng hay đi vận chuyển lái xe hay gì nhiều tiền? Chúng ta bình thường mà tớm cứ mua về rồi bán đi, cứ bọn nó đến là mình bán cho nó ấy. Nó mua thì xong bán lại. Tôi có kem không? Tôi ít. Kem này. Kem là đâu? Đâu kem là kem nào? Kem là cái nào được đi không? Này. Đó. Nhất rồi. Đấy. Có. Phải không? À, tôi đem ấy rồi. Em đi từ cho xe ô tô trở lại. Thì con mẹ đợi tớ từ sáng giờ. Đợi bóng ngô từ sáng giờ. Nhé. Yeah. Chuyện cửa thêm. Đời là thế sao? Đây thôi, mày đi, đệ cái đệ rồi, cái đệ rồi, cái đệ. À, đi kiếm đi, kiếm đi, kiếm đi, kiếm đi, kiếm đi, kiếm đi.
Cái này nhé. Cái này trước này.
chín gái thì có chín cơ rồi. Thế chín cơ rồi. Con thằng nó đi đâu rồi? Đi chơi rồi. Thôi đấy Cương. Chơi cái bài này Cương đi. Lấy mình anh để gót tươi mắt. Có thể bắn nước Cường. Bắn nước Cường 3 cơm, 9 cái sao lại thích nhỉ? Thì giờ đi lấy tiếp à? Tiền đi thế nào? Không, từ mua 9 cái mà. Nó đã mua rồi, về đâu đấy? Ừ, giờ nó về đấy. Đấy, à, 9 cái từ đây. Chạy đi đâu, chạy xa, lá về mời. Tình ơi, anh Cường, cái bill này thì khi nào tắt? Bill mai này á, từ sáng mai. Sáng mai à? 6 giờ mới tắt. Lên chưa? Có gì đâu mà lên. Chả lên được miếng nào. Bọn nó tắt hết rồi mà. Vừa anh xem bọn nó tắt hết rồi đấy. Anh cũng vừa tắt xong. Ẩn nó đi hả? Ẩn đi như tôi đi. Rồi, đang ra làm cái gai. Em ăn đi em. Xóa luôn. Được có mấy view. Nhìn từ đây. Các bạn bot bây giờ thì kênh nó không chết khó lên á. Nó phải có sẵn kênh, mọi kia nó toàn thì này. Nó nhiều kênh giao đi của em ấy. Kênh trước ấy, lấy vù. Bot kênh này, đó lên được. Ngày mai bên nó là thứ hai đúng không? Mai thì nó là chủ nhật. Chủ nhật thì là gì nó làm? Ừ. Chủ nhật thì nó không, tuần trước nó làm cái này. Tuần trước nó làm thôi. Mấy thằng bị nhắn gửi em. À, cho nên 14 nhảy vào xóa gì. Bởi vì giúp nó thế nào là cho tớ. Hai mười lăm, 15 tháng 2 17 à, này lừa nhau à?
Mới bán được có một cái cửa. Kìa. Rồi.